em có một cái định hướng gì? Mua được một mảnh đất. À, có mua đất mới được cưới đúng không? Nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất, là bạn nữ góp tiền cho xây nhà thì ok. À. Em tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, hiện đang sống tại quận 7 và làm việc ở quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi. Em tới từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi, bạn gái chia sẻ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm. Nhưng mà những món mà em thích đó, thì em nấu được. Vậy được rồi, mình nấu món mình thích thôi. À, tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? À, dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên lúc em là sinh viên năm 2 thì chia tay vì em muốn được tự do, mà cái bạn đó thì hơi quản lý mình quá. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm. Lý do là tại vì bạn ấy không có bỏ được thuốc cái gì. Dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái hồi em thôi quyết định chia tay. Chết rồi, vậy em hỏi bạn trai bên kia có hút thuốc không? Bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà? Không biết hút thuốc không bạn ơi. Hay rồi, thế là được rồi. Rồi. Em có ưu điểm gì? Em thì một người rất là đơn giản, hiền lành, không có rượu bia thuốc lá gì. Em có một cái đặc tính đó là nói chung mình tính toán khá là mau lẹ, mọi người thì rất là thực tế. Còn khuyết điểm gì không? Em thì không có cái tài lẻ nào hết, không có gọi là ga lăng hay là lãng mạn. Bạn gái, bạn có tài lẻ gì không vậy? Theo bạn bè em thì kêu là em hát cũng tạm tạm, nên chắc hôm nay em sẽ hát tặng chương trình một. Wow, hay quá. Em sẽ hát bài Ngại Ngùng, một điệp khúc rồi ạ. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua muôn đóa hoa, dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bé lâu muốn nói cùng anh. Wow, hay quá. Em qua coi đàn gái hát hay quá vậy. Dạ. Ôi trời ơi, là cô gái. Dạ. Bên kia không biết hát gì trơn, về bổ sung được rồi. Dạ được. Em nghĩ gì về cái việc mà làm dâu? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Không vấn đề. Hiện đại rồi thì em cũng là một người dễ thích nghi với môi trường cuộc sống, nên em nghĩ là cái chuyện làm dâu không lo gì hết ha. Khi nào mới kết hôn được? Dạ em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng, nếu mà sớm là 1 năm, còn khoảng là 2 năm thì mình tiến hơn. 2 năm vậy hơi lâu rồi. Dạ. Bên kia nó hơi lâu kìa. Cái muốn nhiều, bạn trai muốn nhiều. À, nhanh như vậy. Dạ, 30, năm nay 30 rồi chị. Tại vì như này nè anh, em có một cái định hướng riêng, giống như là mục tiêu cho mình đó anh. Phải có một chút vốn gì đó, hoặc là mua được một mảnh đất. À, có mua đất mới được cưới đúng không? Dạ đúng rồi, cái sở thích. Dạ em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh, nói chung là kinh doanh là em thích. Bất động sản. Dạ đúng rồi. Đừng có lo bạn trai. Sao nhóm lo trước miếng đất rồi cưới được không? Ok anh, được anh. Ok. Dạ. Được rồi ha. Dạ. Rồi nhớ nha, mua đất là cưới liền nha. Rồi, đúng rồi. Bạn gái được đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Có tính tự lập chị, chín chắn, biết quan tâm, đừng có trầm tính, vui vẻ và dễ hòa đồng. Mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em. Có mẫu người lý tưởng không? Đào hàng suốt luôn à. Về tính cách em nghĩ là em thích anh Công Vinh. Tại vì em coi cái chương trình đó thì cái chia sẻ của anh em rất là thích. Cái người đàn ông mà dù người ta đi làm, dù người ta bận rộn nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ. Mỗi buổi sáng em đều nhắn tin để chúc chị này một ngày tốt lành này kia. Thì em thấy là thích mẫu người quan tâm đến người yêu, đến vợ mình đúng không? Sáng nhắn thì chắc cũng mới cưới thôi. Về ngoại hình thì em muốn một người mặt đầy đặn, tròn tròn. Nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm, đừng có gầy quá hoặc mập quá, vừa người thôi. Dạ, đúng không? Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc? Kiểu như da trưởng hay là không có chính kiến bản thân đó. Vừa người, không mập không ốm, rất vừa luôn. Vừa có. Dạ. Da trưởng không? Không có chị. Đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền? Nói chung thì giờ cưới vợ thì nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất rồi bạn nữ góp tiền cho xây nhà thì ok. À, có đất rồi góp tiền xây nhà ha. Sống chung với ba mẹ hay là sống riêng? Sống riêng. À, có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Yêu cầu thì thực ra thì không có yêu cầu gì, quan trọng là hai bên thấy hòa hợp, thấy thích nhau được. Nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào? Nói chung mà qua cách giới thiệu cũng như chị có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương. Dễ thương. Có mẫu người nào mà em thần tượng không? Mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là Đồng Tiền Xương Máu, lúc đó có phim là chị Trương Ngọc Ánh. Dạ đúng rồi. Thần tượng Trương Ngọc Ánh. Nói chung mình cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại đó, là nói chung tính cách năng động tí. Có lẽ là phù hợp đó. Bên kia múp míp hơn Trương Ngọc Ánh. Múp míp lắm, dễ thương lắm. Kéo màn lên. Có quạt đâu. Qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào? Nói chung thì giới thiệu thì đấy em cũng tính cách thì em cũng khá năng động, thích kinh doanh thì anh là cũng thích người có tính cách và mạnh mẽ như vậy, có thể là hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh tương lai. Thật ra thì anh thì theo đánh giá của các bạn gái cũ thì người khá là vô tâm. Nên là không biết là có thể khắc phục được không? Trời ơi, cái khắc phục chứ. Cái đó thì chắc phải khắc phục. Cái hình ảnh mà người chồng tương lai của em á, nó như thế nào, có giống gì ta? Đầu tiên là về ngoại hình có vẻ thân thiện hoặc là giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm. Tại hai mối tình trước của em, hai bạn trai đó thì đều có nét giống em cả. Nên thường là em cũng sẽ tình ngay đầu tiên không à. Chứ còn không yêu qua, em không phải là người là mưa dầm thấm lâu. Dạ thôi, hôm nay có thấy tiếng sét ái tình rồi chưa? Cái này thì chắc xíu nữa phải biết được. À xíu nữa biết được. Cho em hỏi anh là anh có thích con nít không? Con nít thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì? Thực ra thì anh là một người không có lãng mạn nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn, đó là bạn gái mối tình thứ hai nè. Cái đừng có nhắc tôi tình thứ hai. Kể câu chuyện nó đi rồi. Đừng có nhắc lãng mạn nào mình từng làm. Cái nụ hôn với bạn gái đó là lần đầu tiên nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở Đầm Sen á. Ngày lúc đó đang ở trên đỉnh. Là nghĩ khá là lãng mạn á. Không nhắc chuyện cũ. Chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu anh. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh? Thật, du lịch nước ngoài thì quá thích đi chứ. Dạ. Tại vì em cũng sắp có một cái dự tính đi du lịch. Coi đi Lào, Campuchia cũng được. Đi một chuyến. Mình sẽ hẹn hò lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn em thử tính đi em trai. Nơi đầu tiên thì các chương trình đã tạo điều kiện là có cặp vé xem phim thì nghĩ là khá là tốt rồi. Bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn. Qua đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn. Nãy nó hỏi lãng mạn, nó kể chuyện cũ xong rồi về lấy vé xem phim. Theo em, ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra, chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn? Lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào? Thử xem. Nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn. Cứ thử xem. Khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như có thể là như bạn nữ là có giới thiệu là ở Đồng Nai cũng không cách xa thành phố lắm, thì ví dụ như một ngày đột xuất nào đó theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó hàng bạn nữ đi chơi đâu đó ở tại Biên Hòa. Đó là lãng mạn đó hả? Cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ chưa có lãng mạn. Thôi ghi nhận tấm lòng em ha, ta cũng chạy xuống Đồng Nai đồ gì đó là ghi nhận. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là nếu như trường hợp mà ví dụ như anh cãi nhau với bạn gái thì anh sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài ngày nữa anh mới làm hòa? Thực ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá, kéo dài lắm, nên là anh là cái gì nó nhanh, tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết thì nó lằng nhằng, nó trong đầu nó lùng bùng lắm và rất là ghét cái sự lùng bùng đó, nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh. Bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó. Rồi cái vấn đề kết hôn thực ra thì kinh nghiệm thôi, tại vì anh quen bạn gái cũ là 4 năm mấy 5 năm, thực ra thì anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng 6 tháng là kết hôn rồi khá là đẹp, không cần phải lâu dài. Lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng khá tốt về đối phương. Và đặc biệt anh thì có cái là anh chỉ hẹn hò bằng ngữ khoảng 2-3 lần thì cũng thấy là đoán được tới 80-90% được tính tình hay là cái vụ bạn đó. Trời, anh có một gợi ý nhỏ nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ nếu em có quen bạn gái rất là thì cảm khi nhắc về những cái chuyện cũ nha. Okay. Rồi hãy để quá khứ ngủ yên. Bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình, trái tim mình có rung động chưa, hãy nói cho bạn gái biết. Nói chung là thật ra thì anh thấy ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt. Anh thì muốn phát triển cái mối quan hệ này, anh thì đã sẵn sàng nên nghĩ là nhấn nút được rồi. Rồi thôi đặt tay vào nút bấm nha. Bạn gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó, chúng ta không cần nói ra mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Cảm giác trái tim mình rung động thật sự, cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình, chúng ta hãy bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Thật sự là em chưa thấy rung động lắm, chưa thấy cái cảm xúc. Và em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi. Nên là em nghĩ dù sao lên đây cũng có là một cái duyên, lên đây gặp được anh là em cũng rất là vui rồi. Mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích. Nhưng mà chắc là mình chỉ có duyên thôi nhưng không có phận. Nên là coi như bữa hôm nay là một cái cuộc gặp gỡ vui vẻ. Bạn trai thế nào? Nói chung thì ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng ok, em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà có cái thì đối với em thì quan điểm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía. Đúng rồi. Nói chung thì anh với em gặp nhau ở đây thì cũng có cơ hội. Thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì cái... Chúng ta đã để mất cơ hội. Có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện bạn gái. Chúng ta phải chuẩn bị những cái điều gì, có thể một vài cái sơ suất không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha. Nhưng sao hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nút cho chàng trai này, và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia. Đừng lo lắng điều đó, chúng ta đang sống rất thật với trái tim của mình. Rung động thì bấm, không rung động thì không bấm, không sao cả. Không bấm nút chưa hẳn là không tốt nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình.